Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mở hộp review cái micro thu âm không dây M31 nha các bạn. Đây cái xung quanh cái hộp tai nghe các bạn còn nguyên seal nha. Nguyên seal. Rồi, giờ mình sẽ bóc seal cái sản phẩm nha các bạn. Đây bóc seal. Thì mình có làm sẵn một seal nhỏ này mình xé ra nè các bạn. Đây. Đây bên trong cái tai nghe cái micro thu âm M31. Là thường đi kèm là thường có cái cáp sạc nha các bạn, cáp sạc đi theo. Và đây là cái sản phẩm cái micro của mình nha các bạn. Wow, khá là xinh nha, hộp rất là chắc chắn. Sách hướng dẫn sử dụng. Và đây là cái cáp của cái micro. Rồi đây mình để ra một bên nha. Rồi giờ mình sẽ mở ra. Có hai cái micro nha và một cái đốc kết nối. Đốc kết nối đặng mình thu âm. Đây cái đốc kết nối này mình sẽ cắm vào cái cổng TPC của cái điện thoại nha. Đó. Cổng kết nối. Rồi, đây là hai cái micro. Đó, khi mình lấy ra là nó tự nó lên đèn nè các bạn. Là nó kết nối nè. Và mình ra gắn vào. Gắn vào thì nó sẽ báo sạc. Đó, báo sạc. Cái đốc này là nó kim luôn chức năng sạc nha. Sạc pin. Đó, chỉ có cái này thì mình sẽ cắm nguồn được, cắm nguồn nè, cắm sạc cho trong này cái chân nè. Đó, giờ mình sẽ kết nối vô cái điện thoại nha. Mình sẽ nói bằng micro thử cho các bạn nghe cái chất lượng âm thanh nó như thế nào nha. Rồi mình đã cắm cái đốc kết nối vào trong cái điện thoại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái micro nè để cho các bạn nghe cái âm thanh của nó nha. Alo alo, chào các bạn đến với kênh AGZ. Hôm nay mình sẽ review cái micro không dây M31. Alo alo. Đó các bạn thấy âm thanh như thế nào nha. Âm thanh rất là tông nha. Nó có chế độ chống ồn nữa các bạn. Chống ồn khá là tốt nha. Cái micro này là mình mới chỉ test. Mình thấy mình đánh giá cái sản phẩm này là khá là hoàn thiện nha các bạn. Chống ồn tốt nha. Và có cái chức năng tạo gian nữa nè bạn. Tạo gian cho cái micro nè. Đó, micro. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái micro này nha. Thì cái micro này khi mình mua bên shop á có cho một cái tờ giấy ra là hướng dẫn sử dụng nè. Đây mình đọc tờ giấy nè các bạn. Là đầu tiên mình sẽ giờ cái đốc này nè, mình sẽ kết nối vô trong cái điện thoại. Đây là cái đốc kết nối nha. Cái này cái đọc kết nối vô trong cái cổng TPC các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lấy micro từ trong cái đốc này ra. Trong cái này ra. Đó, ra là nó lên báo lên cái đèn nè các bạn. Đó, đèn nó chớp chớp kết nối nè. Khi mà cái đèn này nó đứng á, nó đứng lại. Và cái phần này nó sáng lên á là bắt đầu cái kết nối là nó thành công nha. Đó nè, hướng dẫn nè. Bước 2 là khởi động micro nè bạn, lấy micro ra khỏi hộp sạc và micro sẽ tự khởi động nha. Rồi cách hai là mình sẽ khởi động bằng cái nút nguồn lên đây nè, nút nguồn 3 giây, nhớ nút nguồn 3 giây là đèn nó cháy lên. Đó, tắt tiếng thì bấm cái nút nguồn này hai lần là nó tắt tiếng, nhớ nút nguồn hai lần tắt tiếng, nhấn hai lần nữa là bật tiếng nó lại. Thì sạc thì mình sẽ kết nối sạc với cái này nè, sạc của cái đốc kết nối vô trong cái điện thoại nè các bạn. Nếu mình sạc ra điện thoại nha, mà muốn sạc điện thoại. Rồi gạt nút khử tiếng ồn nè, khử tiếng ồn thì nó nằm bên đây đó, mình gạt xuống là nó hiện cái đèn sáng trên cái khử tiếng ồn, nó sẽ sáng lên nha bạn. Đó, cái sáng lên nè, cho bạn coi cho rõ nha. Đó, có cái mục khử tiếng ồn các bạn. Đó, mục thứ hai á là mình gạt xuống là nó bắt đầu nó sẽ sáng lên. Rồi tiếp theo là chế độ tiếng gian thì mình nhấn cái nút nguồn một lần thì cái mục khử tiếng gian nó sẽ sáng lên nha. Đó, một khử tiếng gian thứ ba các bạn. Đó, mình nhấn một lần thì cái tiếng gian nó sẽ sáng lên. Rồi đơn giản vậy thôi nha các bạn. Vậy này khi mình lưu ý nè các bạn, khi mình không nên sử dụng mic quá sát miệng nha, không nói thẳng vào mic nha, tiếng âm thanh nó có thể bị ghè nha các bạn. Thì khoảng cách phù hợp đó là 15-20 cm nha, để mic ngang mic gì nè bạn. Mình kẹp vô tay cái áo mình để ngang gì nè thì sẽ ghi rõ nha. Rồi
Rồi đây là những hướng dẫn cụ thể của mình về cái micro không dây, micro không dây M31 nha các bạn. Đó, M31. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video review những sản phẩm công nghệ tiếp theo nha. Đó. Quá là xin nha các bạn. Đây là cái phần sạc của cái lốc sạc nè các bạn, cái lốc sạc. Rồi. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.